Anh Khang, anh giải thích đi. Cậu đi xuống trước đi. Vâng ạ. Anh trả lời xem, thế này là thế nào? Em thấy rồi đấy, đây là quyết định của viện, sao em lại hỏi anh? Trong tờ quyết định này ghi rõ anh là người đưa ra đề nghị, anh còn dám nói như thế à? Anh thấy chuyển em sang bên đó, em sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Lẽ ra em phải mừng chứ. Phát triển à? Em cóc cần mấy thứ đó. Trong ngày hôm nay, bằng mọi cách anh phải hủy tờ quyết định này đi. Nếu không, em sẽ không để yên đâu. Nếu không để yên, em định sẽ làm gì? Em đã gặp Trinh vợ anh rồi. Em cũng nói với cô ta chuyện chúng ta yêu nhau như thế nào, tình cảm ra làm sao. Chỉ cần có được anh, không có gì là em không dám làm hết. Và em cũng sẽ không để Trinh cướp anh khỏi tay em đâu. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, sẽ không bao giờ anh rời bỏ gia đình của mình cả. Anh nói rồi, lúc đầu có thể chúng ta không yêu nhau, nhưng rõ ràng sau này anh đã yêu em. Tại sao anh lại có thể hắt hủi em như thế? Tại em sao? Em thôi đi. Em quá đáng như thế này, anh không chịu được nữa rồi. Từ nay, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta chấm dứt. Đừng làm phiền đến gia đình của anh nữa. Anh dám nói như thế với tôi à? Tại sao lại không? Anh khẳng định với em một lần nữa, Trinh là vợ anh. Anh chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Như vậy đã đủ với em chưa? Mời vào. Anh, có chuyện gì không em? Sáng nay em đi ra chợ, thấy lọ hoa này đẹp nên em mua để tặng anh. Em để đây có được không ạ? Tự nhiên em mua hoa làm gì? Anh, thời gian vừa qua em biết là em đã cư xử không phải với anh. Em làm cho anh khó xử, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em nhé. Em biết được như vậy là tốt rồi. Anh đồng ý tha thứ cho em rồi phải không? Nếu vậy thì chúng ta có thể quay lại với nhau được không anh? Em hứa với anh là em sẽ không đòi hỏi gì hết. Em cũng không cần danh phận gì, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau là được. Anh nói với em rất nhiều lần rồi, sẽ không bao giờ anh thay đổi quyết định đâu. Nếu như em có thể buông tha cho vợ chồng anh, ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng mà em không muốn chúng ta là bạn. Vậy thì em tự lựa chọn quyết định cho mình rồi đấy. Anh.